thưa quý vị và các bạn với thời tiết đang oi nóng như thế này thì lên với vùng đất tây bắc để hưởng cái không khí trong lành và mát mẻ sẽ phần nào giúp xua tan cái nắng đang hiện hữu tại đây có thác thác tình nằm tại huyện tam đường tỉnh lai châu không ít du khách đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của con thác vùng tây bắc lãng đáng trong khói nước huyền ảo này không biết từ bao giờ tên gọi tác tình đã hình thành và tồn tại trong tiềm thức của từng cư dân người giao nói riêng và tất cả mọi người dân nơi đây nói chung Nhìn từ xa, thác giống như là một giải lụa mềm mại đang thả mình trong không gian bao la của vùng núi của rừng hùng vĩ. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, thác tác tình vẫn giữ được những nét đẹp nguyên sơ. Du khách đã đặt chân đến nơi đây sẽ động lại ấn tượng không thể phai mờ về thác tác tình.